truyền tích thứ 36, chuỗi mân côi với một pháp sư ở một xóm lao động gần xứ Đào Chợ Đuổi, Sài Gòn. Có hai vợ chồng thầy pháp rất nổi tiếng, cả ngày khách thập phương đến xin ếm bùa trừ tà, xin lập đàn cúng kiến. Bà vợ của thầy pháp là một người công giáo đã bỏ đạo lâu năm, bà có cái nghề làm thuốc viên cao đơn hoàn tán, cho nên cũng có nhiều người dân nghèo đến mua thuốc của bà. Biết được như vậy, cho nên có mấy anh chị trong nhóm tông đồ thuộc giáo xứ Chợ Đuổi thường hay lui tới thăm bà để khuyến khích, may ra bà sẽ trở lại đạo công giáo. Tuy nhiên, bà cũng rất cứng lòng. Bà thường nói đã bỏ đạo lâu năm, không biết Chúa có tha thứ không. Thôi thì cứ để vậy, cây siêu đàn nào thì đổ về đàn ấy. Có nghĩa là bà đã ngã lòng trông cậy. Nhưng các anh chị tông đồ cứ bền lòng cầu nguyện, thỉnh thoảng anh chị đến thăm rồi ngồi tán thuốc, viên thuốc giúp bà. Cử chỉ ấy làm bà cảm động. Bà kể hết đời tư. Bà là đạo dòng, nhưng từ khi theo ông thầy pháp, bà đã bỏ hết lề luật đạo. Tuy nhiên, bà vẫn giữ chuỗi mân côi trong mình. Có nhiều khi đơn độc một mình ngồi viên thuốc, bà vẫn đọc kinh mân côi. Bà phàn nàn gia đình nghèo, phải làm cái nghề phù thủy pháp môn này sống cho qua ngày. Tuy nhiên, các anh chị tông đồ vẫn tiếp tục cầu nguyện cho gia đình này được ơn ăn năn trở lại. Chỉ ít lâu sau, ông chồng ngã bệnh nặng, thấy cảnh cô đơn, con cái không có, cho nên các anh chị phải đến săn sóc, đưa ông vào bệnh viện, lo chạy thuốc thang. Cảm động trước cử chỉ bác ái của anh chị em, ông đã hối hận vì những việc làm ma quái của mình trước đây. Cho nên ông đã hứa nếu bề trên cho ông khỏi bệnh, ông sẽ bỏ hẳn nghề thầy bói toán pháp môn này. Nhờ lời cầu nguyện của anh chị em tông đồ và sự hiệu nghiệm của chuỗi hạt mân côi mà bà vợ vẫn còn giữ bên mình cho đến nay, Chúa và Đức Mẹ đã cho ông hoàn toàn ăn năn hối cải. Ông đã nói công khai trước mọi người: từ nay tôi thuộc về Chúa rồi, tôi sẽ từ bỏ tất cả, dẹp bỏ bàn thờ ma quỷ và thay vào đó là một bàn thờ của Chúa và Đức Mẹ. Ngay ngày hôm sau, cha phó nhà thờ Chợ Đuổi đền dạy giáo lý cho ông những điều cần thiết, rồi rửa tội, làm phép giao cho ông bà theo phép đạo. Mấy ngày sau, ông đã qua đời thánh thiện trong bàn tay Thiên Chúa và Mẹ Maria. Riêng bà vợ còn sống giữ đạo súc sắng cho đến chết. Sở dĩ được như vậy là dù đã bỏ đạo nhưng bà vẫn còn giữ được chuỗi hạt mân côi. Chính nhờ chuỗi hạt mân côi này mà đã cứu được gia đình ông thầy pháp. Lời bàn, cả nhà ông thầy pháp coi như đã sa vào tay của ma quỷ rồi. Bà vợ là người công giáo đã bỏ đạo lâu năm. Trong sách dẫn đàn nhân đức có nói: cây siêu đàn nào thì đổ về đàn ấy. Điều đó đúng. Khi sống mà theo ma quỷ thì khi chết cũng sẽ về sống chung với quỷ ma. Đó là nguyên lý tất yếu. Gia đình này đúng ra là phải chết theo ma quỷ, nhưng chỉ còn nhờ được một cây cọc để bám víu mà sống. Cây cọc đó chính là chuỗi hạt mân côi của bà vợ. Mặc dù đã bỏ đạo, nhưng đôi khi bà còn nhớ đọc kinh mân côi để tưởng nhớ lại năm xưa. Mình là người công giáo, chính vì thế mà Đức Mẹ đã cứu cả nhà. Ôi mầu nhiệm thay, chuỗi hạt mân côi của Đức Mẹ. Tạ ơn Chúa.